Xin chào các bạn, mình tên là Trần Gia Mẫn, năm nay mình 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sáng nay mình mới vừa nhận được visa của Canada và mình rất vui và hạnh phúc. Khi sang bên đó thì mình sẽ ở chung với người thân và mình sẽ bắt đầu chương trình học tiếng Anh trước. Và khi học xong chương trình tiếng Anh thì mình sẽ học theo ngành quản trị kinh doanh của trường Vanier College ở bang Quebec của Canada. Và lý do mình chọn Canada là điểm đến du học của mình vì theo mình tìm hiểu thì Canada đang là một nước rất là phát triển, đặc biệt là về nền giáo dục, và Canada cũng đang mở rộng cánh cửa để có những du học sinh sang đó để phát triển tương lai của mình. Trong quá trình làm hồ sơ thì công ty du học Tân Đại Dương cũng đã hỗ trợ cho mình rất nhiều, và đặc biệt là chị Quỳnh. Hồ sơ của mình có gì có những cái mà chưa hoàn chỉnh hoặc là có trục trặc gì đó thì chị Quỳnh cũng sẵn sàng hỗ trợ tư vấn lại. Sau đây mình cũng có một số kinh nghiệm để các bạn có thể đậu visa Canada như mình, là các bạn phải có một cái trình độ tiếng Anh ổn định, có một bảng điểm đẹp, học được chăm chỉ. Và vì mình đi theo dạng chứng minh tài chính nên là các bạn cũng phải có một cái nguồn tài chính vững và ổn định để mình có thể chứng minh với lãnh sự quán Canada là để du học chứ không phải là để đi chơi hay là